Giờ đồ hiệp sĩ với Đại Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây rất nhiều các anh các chị về đây để nhờ anh em chị Dương ghi nhận đăng tin để tìm người thân. Ở đặc biệt là rất nhiều các anh trai về đây mong muốn để nhờ anh em chị Dương đăng tin để tìm vợ. Dạ câu chuyện là kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu anh tên gì? Tên Nguyễn Hồng Châu. Nguyễn Hồng Châu hả? Dạ. Anh Châu năm nay nhiêu tuổi rồi? À, 51. 51 tuổi hả? À, anh Châu quê quán ở đâu? Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? Vậy là mình đang sinh sống tại Vĩnh Long. À. Ồ, vậy là từ Vĩnh Long anh về đây bao nhiêu từ bao giờ đây? À, đi hồi phiên. Hồi khuya hả? Dạ. Anh chạy xe gì về đây? Xe hơi. Xe hơi luôn hả? Dạ. Ồ, ai chở? Hay là mình anh đi? Ông anh chở. Anh chở rồi. Dạ. Xe hơi của nhà hả? Dạ có em thuê. Thuê hả? Dạ. Ồ, phải không? Hay là xe của anh? Dạ em thuê. Ồ, vậy hả? Vậy ngon rồi. Đi tìm vợ hay là đi đâu đấy? Dạ em đi tìm vợ. Tìm vợ đi xe du lịch nên em ngon rồi, kèo thơm rồi. Anh Châu đang làm công việc gì? Mà bây giờ ngày xưa em bán vật tư cát đá, ngày nay thì em cây em bể nợ rồi ở bể nên nợ. ông giờ em đi làm thuê. Vậy hả? Dạ. Ông chủ vật liệu xây dựng hả? Dạ. Trước mình kinh doanh lớn mà lại bể nợ rồi, sao lại mùa dịch Covid trong bể nợ luôn hả? Tại em chơi tài xỉu nó gà đó anh. Ôi giời ơi, ông chủ mà lại dính vào tài xỉu thì làm gì còn đi nữa. Thế là mình bán hết luôn hả? Dạ bán hết rồi. Mất nhiều không? À, cũng hơi nhiều. Chắc chắn là ông chủ mà vật liệu xây dựng là mất thì chắc phải nhiều tỷ đúng không? Vậy mất hết rồi hả? Anh cho biết hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp chip dung để tìm vợ. Dạ. Vợ anh họ tên là gì? Ngô Thị Tuyết Lan. Ngô Thị Tuyết Lan hả? Tuổi Hợi 1983. 83. Mà anh là bảy mấy? À, 74. Anh thấy vợ trẻ vậy hả? Dạ. Ngon vậy. Vợ này vợ đầu hay vợ thứ mấy? Một vợ hả? Một vợ một hả? Dạ. Mà năm mấy mà nhìn phong độ vậy hả? Anh á? Sao anh? Anh năm mấy tuổi mà nhìn phong độ vậy hả? À, dạ. Nhìn còn ngon con ấy. Chung ở nhà em cũng ít lao động, có nhân viên nó làm em ít lao động. À, mình ông chủ đúng không? Vậy là bây giờ hiện nay mình đi làm công việc gì rồi anh? Em đi làm thuê. Thuê hả? Dạ. Thuê cụ thể công việc gì? Ổn không? Sống qua ngày nó trần. Vợ anh sinh năm 1988 ấy. 1983 tuổi Hợi. Tuổi Hợi hả? Dạ. Tuổi này có cứng đầu không? Dạ không. Tuổi này không cứng đầu hả? Rồi anh cho em một tấm hình đi. Vợ anh là nhìn ông nhìn hiền mà phúc hậu mà. Dạ dạ em hiền. Ô, hiền khô á. Dạ. Nhìn mặt hiền khô mà nhìn đẹp gái nhờ. Dạ. Cái hình này là chụp qua chụp áp không đấy? Dạ không anh. Không áp nữa hả? Dạ em đẹp lắm. Ồ. Mà ngoan. Ngoan nữa hả? Ngoan lắm. Mà đẹp. Anh nói thật hay anh định vợ? Khi mà em lên đây là em không nói cái gì mà giả dối, bị em có xem cái kênh của anh Hải và anh Trần em à. Thôi em đã biết không có gì lên đây mà giả dối hết. Ờ, anh có xem cái kênh của anh Hải và anh Trần đúng không? Dạ. Anh Hải đang bên ngoài. Dạ. Còn em thì đang nói chuyện với anh đúng không? Dạ. Vợ anh là 1983, Quý Hợi. Năm nay 41 tuổi. 42, 42 chứ ha. 41 thôi. Dạ. 83, 41 rồi. Dạ. Còn anh ngày năm nay 51. 51 tuổi. Chênh nhau cũng khá nhiều tuổi. Dạ. Mà hai chồng nhìn vẫn cân xứng luôn. Mình có chiều vợ không? À, cưng không? Chiều thì chiều vợ cưng vợ rồi đó, mà tại bữa đó nó cũng hơi bức xúc, hơi nóng, chứ mà vợ em chẳng có sai gì hết. Ồ. Em sai. Vậy là mình sai luôn hả? Em sai. Chứ vợ em có đánh vợ em thiệt mà vợ em không có trả lời gì, chỉ ngồi khóc thôi. Buồn ngồi khóc. Dạ. Mình làm như vậy là mình đúng hay mình sai? Sai anh. Chắc lúc cái giận lắm hả? Lòng giận rồi làm như vậy. Mình em biết em sai nhiều với vợ. Vợ rất hiền ngoan, lo cho em. Trước đây là vợ anh có thế không? Dạ. Trước đây có hiền thế không? Vợ em hiền khô hồi xưa vậy. Nhưng hiền. Mà anh có nhậu nhẹt bê tha say xỉn không? Em không biết nhậu mà không biết hút thuốc luôn. Không biết đá gà, quýnh bài, tài xỉu. Mà bây giờ nghỉ rồi. Hết tiền nghỉ rồi. Thế còn tiền chưa nữa không? Thì cái đó là mình bây giờ thì mình thấy vậy chứ cũng chưa biết có tiền rồi chứ nữa. Không, giờ không có tiền thì biết không chơi vậy đó. Nhiều khi là máu hay đứng lão rồi. Dạ đúng, anh nói cái đó là đúng. Nhưng mà anh đã hứa với vợ anh khi nào chưa?
Dạ chưa, Chưa biết. vợ em hiền ngoan lắm anh, em mê chơi chơi người nhiều khi em không tiền nói nhiều khi bữa đó em quýnh số đề không, rồi buồn buồn quýnh số đề nói nay thua 1 triệu 2 triệu em cho tiền trả, không nói cho anh thua chứ đưa tiền là giờ đưa tiền trả. Đưa luôn hả? Bạn Dạ làm công việc gì? vợ em hồi đó ở nhà nó làm công việc nó ở nhà nó làm hụi đồ thấu hụi với nó coi ở nhà đó. Vợ anh quê ở đâu? Dạ Vợ quê ở đâu? Vĩnh Long luôn, sát nhà luôn. Sát nhà nữa hả? Dạ. Vậy là trước cái quá trình tìm hiểu là mình tìm hiểu lâu không? Quen nhau lâu Cũng mau chứ không lâu anh ạ. Ý mấy anh trời mấy tháng không? chắc em thấy cũng lẹ đó. Nè, chắc tháng thật. Em thấy quen cũng lẹ rồi cưới em thấy cũng lẹ Ồ, vậy anh còn lẹ hơn người khác, lẹ hơn em luôn đấy. đó Ồ, thật anh. là em quen nhiều tuần nè, không có cần tuần thứ hai, quen tuần thứ một. Vậy là anh chắc 2 tuần hả? Không nhớ mà thấy cũng lẹ đó Anh là chắc chắc 2 tuần thôi à? Nhìn anh thì biết là lẹ rồi. Anh chắc anh. nói chuyện khéo lắm hả? Dạ Đúng không? Anh nói chuyện khéo lắm không? Nói chuyện con gái chắc là khéo lắm hả? à, Không, em nhìn anh cái em. gái thì em không không mê gì mấy, em mê tài xỉu với đá gà Ôi giời ơi, nhưng bây giờ mình còn mê tài xỉu đá hết chơi. gà. Mình nếu mà Còn khoảng 2 năm nay em không có biết đụng tới. chẳng qua là mình hết tiền, Dính xa hết tiền. còn tiền chơi nữa hả? Chắc em nghĩ chắc cũng không đến nữa đâu anh à. Bị em anh biết anh xong anh cái trong nói vậy khoảng chứ em nói gì chứ em có cái suy nghĩ. anh được mấy người con rồi, À, 3 đứa mà mất 1 đứa còn 2 anh trai thì gái? mất đứa gái nó kêu nó không phải gì mất vợ chở đi ăn sáng nó rồi cái chạy xe đó cái Quẹt xe à? thắng thắng nó cứ bơm cát lên cái nền đó Trời cái thắng cái đấy, trượt té. hiện nay anh còn mấy người, 2 người con trai gái? 2 người con trai ngoan lắm, con em ngoan Bao nhiêu tuổi rồi? đứa 13 tuổi với đứa 3 tuổi Nhỏ ấy. à. Ô, giỏi đấy hả? Dạ Máy này sản xuất tốt này. dạ Ô, nhìn thì còn tơ đấy, tuổi thì lớn này nhưng mà nhìn không ai nghĩ là anh năm mấy hả? dạ em 50 51 tuổi dần. Nhưng mà nhìn này nếu mà để đoán bên ngoài nhìn thì chắc anh cũng 45 tuổi, Nói 43 hay chung 45 tuổi. là hồi đó em ở dưới nhà ở dưới quê thì em không có làm công việc gì là nặng, chỉ em Cần coi bữa em ăn nhà thôi. em chỉ cho em mấy đứa em với anh em bằng thôi, em ít làm Anh cho hỏi là hiện nay ở quê mình còn nhà cửa bán hết rồi anh, chơi đất đấy, tiêu hết rồi, ra đi hết rồi. đi gà đi hết rồi, nó theo bên Campuchia hết Ôi giời ơi, cụ đã ra đi mà chân đành toát rồi. rồi. Nhà anh có gần đê không? Dạ Ở nhà mình có gần đê không? em ở giáp cửa khẩu Hà Nội. bển này. Nhưng mà có gần đê không? Dạ Nhà không có đê nó bao lùm quanh không? Có con đê nào lùm quanh nó bao đê, đê bao lùm đâu? Đê bao chống lùm đâu? em không hiểu câu đó. Đê á, nhà anh có đê không? Đê mà thường thường nó bao nước lụt, nước ngoài biển nó dâng, nó mưa Không nó không sụt. không không Tưởng có là mình ra đăng ký một lô ngoài đấy. Vậy, lên đây anh nói em phải tiếp thu mà nó có nó rõ ràng em nói phải rõ ràng anh Trần. Họ lên đây trên các mạng xã hội những cô bác và anh em không nói cái gì mà để sai trên cái mạng xã hội với ngay chỗ cái hiệp sĩ anh Hải với anh Trần hết. Rồi cảm ơn anh. Dạ bị em Vậy có xem là qua nhiều kênh rồi, lên đây là bây giờ mình xấu hay hoặc cái gì đi nữa thì mình không có nói mà sai ở trên này được anh. mình phải Bị lúc trên và trên cái mạng xã hội này nói chung nhiều mà bà con anh em mà để xem cái kênh này của anh lắm, thì em cũng xem hàng đêm thì em biết anh Trần thường thường lên là tiếp xúc, còn anh Hải thì ít có lên mà để tiếp xúc, thì em nhìn em đã hiểu thì em lên đây em đã cái gì em nói là ngay hết là không có cái gì sai Rồi, hiện nay là mình mất nhà mất cửa rồi. mất hết. Mất hết. Con anh thì hiện nay đang ở đâu? Dạ Con anh hiện nay đang ở đâu? Ở với ai? mẹ đi Ông đi luôn hả? ôm đi luôn, bởi vì em nhớ em lo cho mấy con với vợ với phần vợ hiền quá đó anh, rồi em sợ ra ngoài nó người ta lừa rồi bắt cóc cháu thôi, chứ còn em nghĩ thì vợ em cũng không giận em được bao lâu đâu, thì nó cũng về thôi. Nên khổ. Vợ anh hiện nay đã bỏ nhà đi mấy ngày rồi? Bữa nay nó đúng là bị đưa mùng 4 ở nay 11 ngày đó. 11 ngày luôn hả? Dạ. 11 ngày qua. Dạ. Vợ anh từ trước là đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Có em cũng gây lộn rồi đó, đi ra mấy anh không à.
trước bị lộ ra mấy anh nào. Vợ anh ở nhà là anh có vợ anh có thấy là nhắn tin hay là trò chuyện trên mạng xã hội với người khác không? Không không, vợ em bận thôi. Chịu khó vậy hả? Dạ, vợ em Vợ anh có hay nói chuyện không? dạ Vợ anh có nói nhiều không hay ít nói chuyện? ít nói lắm anh, nói chuyện đàng hoàng lắm. Ở nói chung ở dòng đó ai cũng anh em bà con cô bác ta mến vợ, biết sao mến là mến như vậy, nó hiền ngoan mà lo mà tiếp xúc nói chuyện đàng hoàng lắm anh. Sao mình không chịu lo cho vợ đi, vợ đẹp mà con ngoan mà vợ thương yêu yêu thế này mà sao mình không không cố gắng tập trung mà để một mình lo cho một gia đình mà mình chơi bời mà đến giờ phút này đang là một ông chủ mà hiện nay hiện giờ mất hết rồi. Thì em lo là lo mà nói chung cái gì nó cũng phải có cái chuyện xảy ra. Hay là mình rảnh quá mình ham chơi hả? Chính xác, em ham chơi, anh Những nói lúc là mà đúng. chơi như vậy em hỏi thật, em cũng đã từng chơi bời và em biết mà, em cũng từng chơi nhiều giới rồi. Lúc mình chơi là mình ham đúng không? Chính Thua xác, thì ham chơi, ham gỡ. đúng. Được thì muốn chơi nữa. Thua thì phải muốn gỡ là bằng được. Nhưng càng gỡ là càng mất hết. Dạ, Đúng không? Có đúng đúng rồi, vậy không? đúng đúng đúng. Những lúc mà vô tình mà anh chơi mà một đêm hoặc là một ngày đó anh mất hết ấy. Sáng mai anh về anh có buồn và anh có tiếc tiếc thương những số tiền không? Tiếc thương là tiếc mà tiền vẫn em thương tiếc là thương tiếc mà em nghĩ ví dụ mà bữa nay thua mời mình ăn mình cơi gỡ lợi thì bị ở nhà mình có tiền rồi mình cơi mình chơi ví Cơ dụ nhưng mà mình chơi phải có chừng, có một cái chơi mà đến khi mà mất nhà như vậy, nhà vợ con mình cũng không được hưởng cái gì, mình được cờ bạc này vợ con cũng đâu được ăn nữa đúng không anh? Anh có dạ đem mà anh khi nào anh được anh phải đem về cho vợ em nó không có tôi tới tiền đó anh, bị tiền vật tư đồ này kia em lấy rồi, thí dụ mà khách hàng đồ đưa tiền đồ đó thì em có em cũng nhận tiền đó em đặt về, thí dụ sắt thép hay này kia đó nhiều khi em lấy không? em chơi hết, Cột vốn là vợ không biết thế này đâu. vợ nó cũng không có bị mỏi, vợ làm một việc em làm một việc rồi thí dụ tiền đó thì về em cũng đưa vô trong nhà vợ cất đó Vợ mà. anh có khi nào quên anh ấy, là anh hãy bỏ cờ bạc đi, anh tập trung anh thương em thương con anh tập trung gia đình không? Có Có mà sao mình không dạo phiên nhiều ạ. quên nhiều không hả? Dạ Anh thấy lấy một cô vợ như thế này là tốt hay là không tốt? vợ này tốt à, Sao mình không biết từng giữ để cho giờ phút này vợ bỏ đi rồi? cái chuyện gì nó nóng nó cũng đã lỡ rồi thì em đã cũng đã suy nghĩ rồi thì nó cũng hơi muộn, thì nói chung em cũng đã lỡ như như vậy rồi thì cái chuyện gì nó cũng phải có lỡ lầm, nó cũng có sai trái thì hôm nay em coi em đến đây thì em cũng nhờ mấy anh, thì em hứa trên cộng đồng mạng xã hội thì trong chỗ hiệp sĩ anh Hải với anh Công Trần thì em đến đây em nhờ của mấy anh kiếm vợ về như vậy, thì cũng vợ em nói chung em lên em nói thì không có vợ em thì không có sai trái mà không có trật mà ha, hoặc là những bạn bè người này người khác thì chẳng có, em dám hứa Có nghĩa cậu là đây là do vợ buồn quá. vợ buồn đi thì em nghĩ vợ này đi cũng không bỏ em đâu, vợ thương lắm lo cho em lắm, thì em nghĩ là nó cũng khoảng ba bốn bữa nữa thì khoảng một tuần trễ lắm một tuần là vợ cũng phải quay về, anh biết sao bị em á không phải cái gì em lo cho vợ lo cho con là lo như vậy, con nó nhỏ rồi vợ nó hiền nó rồi em sợ ra người ta lừa gạt đồ này kia, con cái nó tội rồi con nó đi ra ngoài đường mình nằm ở nhà thấy tội con quá, mình phải đến đây nhờ mấy anh kiếm lẹ giúp về giùm em. Nhìn vợ anh thực sự là một người phụ nữ trắng trẻo hiền lành xinh gái phúc hậu, nhưng mà thực sự bên ngoài thì chưa biết là có đúng như vậy hay không, nhưng mà nếu đúng như vậy thì thực sự mà anh không giữ được một gia đình này thực sự rất tiếc này anh. Đúng Mình rồi. vợ mình bây giờ nếu như không sống chung với mình nữa mà ra ngoài thì chắc chắn là cũng có thể lấy được chồng khác bình thường, nhưng mà tốt hay là không tốt thì mình chưa dám chắc, kể cả anh cũng vậy thôi Dạ. đúng không ạ? Nhưng mà không gì thì cũng bằng là một người phụ nữ mà đã từng chung sống với anh mấy chục năm qua đúng không? Hai người phải nói hiểu nhau từ lúc mà khổ nhất mà sướng nhất đúng không? Đến giờ cũng không còn gì, vợ vẫn tiếp tục bảo với anh, nhưng mà chẳng qua là mình nóng giận vì những cái chuyện mà nó không có đáng đúng không? Chính Mà cho ra xác. tay với vợ đến giờ cũng là vợ ôm con bỏ đi rồi. Người phụ nữ mà bỏ đi mà ôm con đi như thế này là một người phụ nữ rất tốt. Còn nếu mà ta giận anh, người ta bỏ đi như thế này mà đôi khi người ta bỏ cả con luôn, người ta không cần con luôn thì đó là mình cần suy nghĩ lại. Nhưng đây vợ anh vẫn quyết tâm ôm cả con đi thì em đánh giá rất cao về người phụ nữ này anh ạ. Nhưng mà dù gì dù anh em thấy em không có là cái gì để trách anh được, nhưng mà em thấy anh
đang có một gia đình vô cùng rất hạnh phúc, một cuộc sống và nó là rất tốt đẹp. Anh chơi bài một cách quá gọi là quá đà, đi xa quá, đến giờ không được mất sạch. Bởi vì cuộc đời con người ta nó có rất nhiều cái cung bậc anh ạ. Có thể là năm nay anh kiếm được rất rất nhiều tiền, nhưng có thể nhiều nhiều năm sau anh không kiếm được tiền nữa. Đó. Chính vì lý do như vậy, trước đây có thể là cái cơ hội của anh để anh kiếm được tiền, anh là một ông chủ anh kiếm được tiền rất tốt đẹp, nhưng mình thì không biết giữ và không biết tận dụng. Đến giờ phút này mình lại phải đi làm mướn cho người khác, Dạ. anh thấy cay đắng Cái. đó. Bây giờ anh nghĩ là anh kiếm được những đồng tiền như vậy là khó Khó. mà khó, còn khó hơn nữa là nếu như mà anh mà không quay về mà với anh nữa là anh còn mất trắng luôn, còn là cuộc đời anh mất hết chỉ vì là anh chơi bời, đúng không? Thôi nhưng mà dù thì dù sao chăng nữa mình cũng là sai hoàn toàn trong câu chuyện này. Sai. Mình là người đàn ông chủ, Dạ. mình không lo được cho vợ con, nhưng mà mình lại còn lấy đi hết, ai cũng buồn anh ạ. Đây là vợ mình nó quá hiền, chứ phải người phụ nữ khác người ta không chịu như vậy đâu anh. Dạ hiền mà lo mặn dữ lắm à. Đó, bởi vì vậy cho nên là thôi thì bây giờ thế này, đang làm mọi chuyện nó cũng lỡ Dạ. lỡ xảy ra. Vợ anh thì trước đây bỏ nhà đi lần nào chưa, Dạ có. mấy lần rồi anh nhớ chưa, Tôi mấy chắc lần cũng 3 lần quá. ba lần, những lần đó là mình cũng đều đụng tay đụng chân, vợ buồn và bỏ đi hả? Dạ. Chứ vợ em không, tại em đụng tay đụng chân quýnh vợ rồi vợ mới Một lần này anh ra tay bao nhiêu cái? chắc 4 5 phát gì đó. Trời ơi, chắc say sợ mặt mày luôn hả? Mà em quýnh thì nói tiếng em quýnh chứ nó vậy chứ em nương chứ là sao mà ra thẳng tay, Nương không có đúng thẳng lắm, tay à. đúng lắm gì. Cái nào là em nói Như là là vợ đúng. mồi sập mặt trong khóc luôn hả? Dạ vợ em không trả lời đi lại. Nói Không thèm trả chung lời. quýnh cái đó em nói thì anh biết không, vợ em nó cũng còn một cái clip đó bị nhà Ui camera đó giời. nó quay lại thì du em nói với anh ở đây, dù một lát nữa mà anh mà kiếm gặp vợ của em mà nó đưa cái clip lên mà sai như lời em nói thì em chịu. Còn anh Bị có bằng chứng, vợ có bằng chứng, có bằng chứng ở trên cái gọi clip. là anh không có gì để chối cãi được. Em đâu có chối cãi em sai mà, em nói em sai mà. Bây giờ thế này, dù sao thì chăng nữa đăng cái video này chắc chắn cũng rất nhiều người phản ánh trong câu chuyện này, Dạ. có rất nhiều người có thể giận anh. Dạ. Anh bây giờ thì trước mắt anh phải trò chuyện với gia đình bên vợ, Dạ. mong muốn gia đình bên vợ tha thứ và bỏ qua anh ạ, để nói chuyện với vợ anh. Em có xin lỗi rồi ạ. Em có xin lỗi Nhưng mà hai ngày. mình hứa hứa lần này là liệu có chắc chắn không? Chắc anh. Chứ vợ anh đẹp thế này mà ra ngoài, em nói thật, ra ngoài là có nhiều cám dỗ. Em nói chuyện rất nghiêm túc, ra ngoài bây giờ có rất nhiều người đàn ông khác, người ta nói là bây giờ thôi em ở với ông chồng suốt ngày chơi bời cờ bạc ra tay này, thôi em ở với anh dù rằng anh nghèo nhưng mà anh cũng thương em, anh vẫn có nhà cho em ở, anh không chơi bời cờ bạc, anh làm bao nhiêu anh đưa cho em giữ, con em anh cũng nuôi luôn. Rồi vợ gọi luôn, Dạ không không vợ gọi luôn, dạ không không ai vậy? điện thoại này của em sợ riêng, còn điện thoại em gọi là Ôi vợ gọi giời, em. gọi là số lấy số của bò Dạ không hả? Ôi giời ơi. em không 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 Em hỏi thật anh, ừ hôm nay em về đây để mong muốn là vợ tha thứ đúng không? dạ Mình thôi mọi chuyện mình cũng đỡ sai. Anh nói chuyện với vợ anh thì hy vọng là vợ anh hiểu và thông cảm và có thể tha thứ cho anh lần này là lần cuối cùng trong đời. Anh hãy nói chuyện làm sao đó để cho vợ anh suy nghĩ lại và anh ôm con quay trở về với anh. Anh hãy lên tiếng đi. thì bây giờ em có xem cái clip này thì em cũng coi, thì anh mấy ngày nay thì anh kênh kênh Trâm anh nhớ anh chờ cái điện thoại của em với của con thì em cũng hiểu anh có nóng một chút thì anh có quýnh em như vậy anh đã sai rồi, anh có xin lỗi ba với mấy đứa em vợ mà con Hiền nó có nói em không nói với ba mà chị Sáu chỉ đi chỉ tắt điện thoại, nói chung chỉ có gọi thì em kêu chỉ về để mấy đứa con đi lang ba ngoài đường ở trên này nó nguy hiểm, thì anh nói như vậy thì em có xem cái clip này thì thôi em cái chuyện gì em cũng bỏ qua, anh xin lỗi em đi, em cũng biết cái cách của anh sống với em rồi, anh đâu có mà bỏ bê em hay là không lo công việc mà vợ chồng mình làm ăn đâu, thì bây giờ nó chuyện gì nó cũng có xảy ra nó cũng lỡ thì em bỏ qua cho anh một lần này thì là cũng như lần cuối. Anh hứa đây chỗ anh hiệp sĩ Minh Hải, chỗ anh Công Trần và trên mạng xã hội
Thì anh đã đưa cái clip lên tới đây là cái đường cuối cùng rồi. Thì thôi cái gì em bỏ qua đi, em về đi để cho làm. Để thôi con cái nó đi lang ba ngoài đường, em nó không hiểu rồi người ta bắt cóc con hay này kia, cái anh đau lớn lắm. Thì anh xin lỗi trước ba và mấy anh chị em rồi. Thì anh cũng nhắn tin anh xin lỗi em rồi. Thì thôi em về đi. Anh biết em giận gì thôi chứ một hai ngày em vẫn về chứ không phải gì, mà tại anh lo quá anh mới lên tới đây. Thì nhờ mấy anh kiếm giùm, thí dụ em không về thì mấy anh kiếm là cũng phải tìm gặp em thôi. Anh lên tới đây rồi, anh đưa lên tới anh Hải và anh Công Trần, mấy anh em ở đây đi tìm em rồi thì em cũng không có đi đâu mà trốn được đâu. Đi càng lâu thì nói chung á, bà con ở nhà người ta càng dị nghị. Nói vậy vậy này kia, tuy rằng em không có cái gì mà người ta dị nghị, người ta nói này kia cũng tội cho em rồi. Còn anh thì anh cũng lúc nào anh nói anh sai, anh có đánh em vậy thì thôi. Trên mạng anh em nào có xem cái clip thì em cũng chân tình chân thật, thì thôi cũng bỏ qua thông cảm cho em. Thì em cũng xin lỗi với vợ con, xin lỗi với mấy anh và trên mạng xã hội. Thôi đừng có buồn em, đừng có phiền. Ví dụ có gặp vợ em ở đâu thì giúp cho em, phiền vợ em về giùm, em cảm ơn. Chứ còn mà em không có nghĩ vợ đi ra có người này người kia thì cái anh chẳng nghĩ em cái chuyện đó. Vì anh biết em đàng hoàng hồi nào giờ rồi thì không có những cái chuyện đó đâu. Anh không suy nghĩ em chuyện đó, anh suy nghĩ em và con để nó vay trở về để mình cơ mình làm. Anh lo cho em, lo con là lo như vậy. Là nó cứ nó em hiền rồi em ra ngoài sợ người ta lừa gạt, ta nói ngon ngọt rồi con cái rồi ở đây nó hay bán nội tạng hoặc Campuchia này kia, thì anh giờ anh hết tiền rồi, không có khả năng mà để chuộc cho em với con về được. Thế Thôi tội nhỉ, thôi trước thôi đây mình có tiền là mình có tất cả đúng không, chỉ cần là vợ đồng ý mà vợ yêu thương mà vợ chấp nhận là hai người có thể là sẽ cùng nhau đến cuối con đường này, nhưng đến giờ phút này tiền bạc đã hết anh, thì vợ con thì cũng bỏ đi, anh thấy mình mất hết chưa, dạ khổ mất hết. Thì anh nói như vậy, em nói như vậy, cái tiền đó đó là ngày xưa là hai vợ chồng em không có tiền, là nói thật em không có tiền. Ngày xưa em cũng đi làm mướn, còn con vợ em thì bên vợ thì cũng khá giả, rồi em đi làm mướn rồi vợ nói chung cũng thương chân tình chân thật thiệt, nó hiền lắm. Nhà dân tu, nhà bên vợ em cũng vợ em tu rồi hiền lắm, mấy anh chị với vợ rồi được lắm, nói chung là tốt với em á. Bà và vợ bà mới mua cho một cái miếng đất, có cái nhà ở, nói chung là đất bà vợ mua nha. Rồi về đó nói chung hồi đó là coi thầy là nói mấy người kia nói là tuổi dần như tuổi hợi này không có được. Cái ông thầy mới coi mới nói là ông nói không có sao đâu, hai cái tuổi này nó khác một chút chứ nó về nó làm ăn mau, cái tiền mau giàu lắm. Thì em làm nghĩ lại thì khoảng chừng 5 năm thì em coi em nghĩ là nó có 5 năm 3 năm gì đó thì em có một vài tỷ gì vô, rất là lẹ tiền á. Em làm rất là lẹ tiền, thì trong khi đó em có tiền rồi thì em phát triển là em ra em giao là cho đầu tiên là cái nhà vật tư cho nhà bác sĩ Quân Ngọc Hân đài truyền hình Vĩnh Long đó, là tôi cũng rất thương em, là ủng hộ cho em. Rồi những các bác sĩ ở Vĩnh Long đó nghe nói tên của anh Châu thì nói chung anh em người ta ủng hộ lần lần lên. Thì em làm mới có tiền, em mua đất miếng này miếng kia rồi nó cũng xui anh. Rồi cái em quay qua ăn chơi thì nó cũng khoảng đâu cũng vài năm gì đó là nó ra này rồi khổ thế cái nhỉ, em ăn chơi cũng vợ cũng cũng em cũng hơi giấu vợ nữa. Chơi đó gặp hỏi tiền ở ngoài đó bạc 30 với bạc 15 không à, rồi biết tiền nó xây dần nó rồi mần không ra tiền được đủ nhiều. Nói chung em mần có tiền lắm, em mần thí dụ một ngày nhầm khi thí dụ vô chục triệu 7 8 triệu cũng 3 4 triệu là chuyện là bình thường với em. Em làm có tiền lắm, thí dụ em mua miếng đất hoặc cái nhà em như vậy nè, em cắt em sửa lại thì em bán, nói chung mà kiếm cũng được 50 100 200 300 là cái nhưng mà nói chuyện. chung là dính vào chơi bời nhỉ, Em lần dính về mùa chơi trong nhà bời. là đội nhóm gia đình hết đấy, đó là cái kinh nghiệm của nhiều người xưa kể lại. Thì em đó em cũng suy nghĩ rồi, thì nói chung bây giờ hai vợ chồng thì nó cũng nhầm khi cũng vợ em thì chắc chắn là nó thương em, là nó lo cho em, là em không nói sai cái gì, lo lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mọi chuyện là dù sai dù đúng mà nhỉ, Dạ ở trong câu chuyện này là anh sai hết,
Em sai. Anh không có gì để đúng trong cuộc chuyện này. Chính xác, em đúng hay sai hết. Không phải là vì anh về đây nhờ mong muốn anh em mình chị Dương tìm vợ mà anh em đây nói xấu anh hay là Dạ. nói tốt về anh. Dạ. Không thể bênh một người mà chơi bời được. Đây là một chuyện nghiêm túc. Anh, Dạ. vì sao dù gì thì đi chăng nữa thì vợ anh bây giờ thì cũng buồn quá bỏ nhà đi rồi. Dạ. Bây giờ mình cũng chỉ mong muốn là vợ cho mình một cơ hội cuối cùng biết sửa đổi. Anh hy vọng là anh có sửa đổi được không? Nếu anh có chăm chắc anh sửa đổi được không? Hồi nãy em có nói rồi, bên đó Mình có nói hứa với vợ mà hứa với tất cả các mọi với các cô chú anh chị là mình sẽ sửa đổi mà từ nay đi mình không chơi nữa, tập trung lo cho vợ con. Bởi vì anh hiện nay anh trẻ so với tuổi anh à, nhưng mà cái tuổi mình không trẻ nữa đâu, 50 rồi. Anh chỉ trong vòng khoảng 10 năm nữa thôi, nếu mà anh không kiếm tiền, anh không lo sự nghiệp cho vợ cho con thì 70 tuổi đây anh không làm gì nữa. Bây giờ là 50 hơn rồi anh à, 50 là mốt rồi đúng không? Một. 51 thì còn 9 năm nữa, nếu không nhanh thì không kịp đâu. Bởi vì tuổi về hưu thì cũng 60 rồi, 60 là hết tuổi lao động đến nơi rồi anh à. Đó, anh có hứa với vợ, với con, với gia đình vợ, với tất cả mọi người là mình không chơi bài nữa, dù sướng dù khổ đó mình cố gắng lo cho vợ con được không? Dạ hứa, em hứa Hứa, mình phải đâu. xin thề đàng hoàng đó, chắc chắn không? Thôi trên câu thề thì em hứa thề anh Công, bị ở gia đình bên vợ là cái chuyện thề thốt là cái chuyện đó thì nói thì ai cũng nói được, còn em lên đây á, là em không có cái nói mà cái câu thề anh Trần, cái đó em nói thật, em Ok. nói là cái chân thật tên tình ở đây là trên chỗ anh Hải và trên mạng xã hội các bà con anh em, thì cái này em đã sai với vợ toàn bộ, thì anh em trên mạng cộng đồng và xã hội thì em lên đây em cũng xin lỗi, thôi bỏ qua cho em đừng có buồn, mà thí dụ gặp vợ em ở đâu đó nhắn em rước về thì em không có nghĩ vợ em đi đây hay người này người kia, thì em chẳng có nghĩ cái chuyện đó, thì thôi anh xin lỗi em, anh có xin lỗi ba với mấy anh chị em ở dưới rồi, thì mấy anh chị em dưới không có nói gì hết, để ba thì ông hiền đâu đó ông cho hay. Rồi, cảm ơn anh cuộc chia sẻ của anh. Dạ. Anh em cũng hy vọng là bà xã anh xem video này cho anh một cơ hội cuối cùng Dạ. để mình làm lại, để Dạ. mình có nhau tiếp Dạ. tục để cùng nuôi dạy các con. Dạ. Bởi dù sao thêm nữa bây giờ anh cũng có với nhau mấy mặt con rồi. Dạ. Nếu mà không may một điều gì đó mà trắc trở trong cuộc tình này anh à, thì có thể là các con của anh là người khổ nhất. Còn anh có thể sẽ có vợ, vợ anh sẽ có thể lấy chồng. Dạ. Nhưng mà khổ nhất là các con. Ở Đúng. với cha thì mất mẹ, mà ở với mẹ thì mất cha. Dạ đúng. Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ của anh. Dạ. Em cũng chúc anh là luôn luôn mạnh khỏe và thường lộc bình an. Dạ. Hy vọng trong những ngày sắp tới thì vợ anh sẽ xem video này. Vợ anh sẽ suy nghĩ lại cho anh cơ hội cuối cùng anh nhé. Dạ. Rồi, hôm nay anh về đây mong muốn nhờ anh em một chút mình dùng hình đăng tin tìm vợ và tìm con. Dạ. Anh có đồng ý cho các anh em mình mình dùng chia sẻ tất cả các thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ đồng ý. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, kính thưa cô chú chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Phó Thẩm Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58 để anh em tìm cách để khuyên em gái này cùng với những đứa trẻ về với gia đình của mình. Dạ, cuối video cho phép công trần thì là thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong video tiếp theo, xin kính chào và hẹn gặp lại. Nó đi nó chạy cái xe